được năm ngoài hai năm ngoài con có gặp ông thì bên tôi á dạ. Thì hôm nay đi ngang này gặp lại ông. Dạ có em của anh Uyên ở bên Cali á, gây tăng những hoàn cảnh khó khăn á, con đã có ông đây gây tăng ông 200.000, dạ đó cháu gây ông 200.000 tặng ông. Chúc ông vượt qua những ngày khó khăn. Xưa là đồi thượng nguồn của vòng cảnh của các vị vua đây mọi người. Rồi còn bên đây người ta đang làm nhà máy nước, nhà máy nước sạch, dự án nhà máy nước xử lý nước sạch Vàng Miếng được làm đấy, làm 2-3 năm đi. Sau là con sông và xuống khu vực này, và chúng ta đang đi đây là đường Huyền Tân Công Chúa Đoàn Nhữ Hai, thì sẽ đưa chúng ta vào Lăng Từ Đức. Đi thẳng thì sẽ về ra về đường giao nhau với đường Bùi Thị Xuân. Tại đây thì có làng hướng Thị Xuân, thành phố Huế. Đây bây giờ bạn vẽ đồ có thuê áo quần cho các thanh niên nam thanh nữ tụ đến đây để selfie thân kỷ niệm. Tiệm bánh đẹp thuê này, đóng khách lắm. Mọi người tại đặc sản của Thuận An mà bây giờ là nằm tại Thụy Xuân, có một tiệm rất là đông, có xe cổ rất là nhiều, đa số nó thu hút cả bằng kẻ đến để ăn đồ ăn vặt bánh ép đó. Một ít bột lọc rồi trộn với trứng để thịt băm hay tôm thì ép ra
loại nước chấm như là nước mắm chua ngọt chấm tỏi này, hay là mắm nêm, kẹp ăn kèm với rau sống. Đó, như vậy đó mà món ăn rất là ưa chuộng của cả giới trẻ bây giờ. Đây là đường Bùi Ngọc Phương, nếu như đi thẳng tới sẽ có cái nhà máy rượu sake. À, nơi nào có thông tin này. Là và hơi lớn thì em mua em đi ngang cho mọi người thấm nha. À, hôm nay cũng nhiều cơ sở làm nhãn tâm. Này bây giờ phát triển là mọi người đất đai, nhà người ta mua đất người ta làm nhà nhiều rồi, cùng đất lên giá. Tại đường này đường Hoài Thánh song song với đường Huyền Tấn Công Chúa, nơi có công trình nhà máy rượu sake, sake này như của Nhật ấy. Đó, bây giờ nhà vườn còn mấn mông, nhà hàng quán ăn, một viên du lịch làng nghề đồng quê, hy vọng không có dịch giả rồi khách du lịch đến Huế nhiều, hay là người dân xứ Huế đi lại tự do không sợ chi nữa, là cả quán ăn nhà hàng cũng mong khách trở lại. Đây nhà mà được sake chúng ta đang đi ngang qua. Đây là mặt một bến này. Nhà mà được sake này em vui nhớ là cũng lâu lắm đó. Làm được mấy mươi năm rồi, trên 20 năm. Cái tên là cái sân khoảng tổng sân vận động của Phương Thị Xuân, sau đó bây giờ chuyển qua đây làm sân sân bóng và là sân vận động của Phương đó. Có thể là cho thuê người ta làm nhà máy rượu, thì có nhà máy có cơ sở công ty này nọ thì cũng có thuế có mã cho địa phương và ngân sách. Và bây giờ đường xã đây mở còn nhiều đường Phan Kế Bình, đường thông ra đường gọi là Bùi Thị Xuân cả. Khu vực này thì hơi ảm đạm đấy, nhà cửa còn nhiều cơ sở. Ở đây có cơ sở máy lớn này, công ty của công nghiệp máy xuất nhập khẩu, rất là nhiều công nhân. Lâu lâu đưa mọi người đi thăm tuyến đường quê của một phường ven thành phố, phường mà xung quanh thì có đồi dốc. Đó chính là phường Thị Xuân, giáp ranh với phường Trường An và một bên là phường Thị Biều. Đó, phường Thị Xuân nằm giữa. Và phía trước mặt á là phường Đúc nữa, phường Đúc thì có một tuyến đường thẳng của Bùi Thị Xuân và khu vực Lịch Đời. Phường Thị Xuân thì nằm ở giữa ba phường. Đặc biệt vô trong khu vực này thì cũng có nhiều cơ sở làm nghề lâu năm, chính là nghề đúc đồng. Bây giờ nhiều nhà, nhiều người mở cơ sở đúc đồng, đúc chuông, đúc tường đó mọi người, kỹ nghề. Đây ra đây thì nghĩa địa rồi. Cái đoàn dài là nghĩa địa ra đến gần giáp với Bùi Thị Xuân khoảng vài trăm mét mới có nhà, khu nhà ở đông đúc. Sản chứ không bán được nhiêu ít thôi không? Gần trăm mét. Gần trăm mét. Được rồi. Đúng rồi, trời trời đó.
họ đâu sợ, dịch dạ khó sợ sợ chú bị chết à, dạ sợ Covid hả? Ừ. Dạ uống mua thuốc uống có có sốt không à? Sốt mới sợ nè, sốt mới tức ngực á, khó tức ngực. Cái kia tôi ổn đi con, đây con đi tạm đi đi mà quên quên mặc áo đúng không à? Rồi có uống mình mặc áo mưa có con đi về con họ đâu liên tục này. Còn chi ông con nắm lấy mày bật được con hỏi con quên rồi sao chín nữa sao chín à? Có núi nào dạ là có ông đừng nói nó còn núi ái hè núi thằng con à. Con chủ 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 à là là đi đâu á? Ừ, đi đi chi đi anh bị tai nạn à ba tái chân gì à ba bị tật ba hết thêm à dạ ba bị ấy à mẫu hỏa là trong 5 ngày dạ yeah. Bởi vì mùa sống mùa được thư à 5 ngày thôi dạ ba bị thư à ba ba bị thư có chuyện của vì nụ người đó dạ dạ chứ đi bạn đấy có phụ giúp nuôi hai cha con như nhau hả? Có cho nuôi có à có được con nữa hả? Dạ dạ vất vả được năm ngoài hè năm ngoài con có gặp ông thì ở Bến Cầu á dạ. Thì hôm nay đi ngang này gặp lại ông dạ có em của anh Uyên ở Bến Cali á gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn á con đã có ông đây gửi tặng ông 200.000 dạ cho cháu gửi ông 200.000 tặng ông chúc ông vượt qua những ngày khó khăn và có chút niềm vui sống. Cũng có nhiều lâu lâu gặp thì kể ủng hộ tinh thần để mày ôn mày bạc vượt qua khó khăn thôi chúc ông mạnh khỏe dạ ông ở mô ông nói ông ở mô à người thánh á à tới người chị thánh ạ dạ đó chưa rửa về đi trà sổ chứ về cầu à, dạ rồi thôi con chúc ông sức khỏe ông ấy cũng may bạn đắt ông ấy dạ đây tại cầu trời chính khu vực nhìn lên phía con hẻm đó mọi người ở đây là hoàn cảnh của ông bạn phải sổ trên đường yeah.